Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Dạ, cùng thỉnh với tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 2023. Chúng ta tổ chức cộng tu ngày Chủ Nhật. Và hôm nay chúng ta học tập phương pháp sống an vui và tự tại A Di Đà Phật. Chúng ta để ý khi mình đi đến chùa, quý vị ở đây bị tu, quý vị có vui không quý vị? Nhưng mình về nhà mình có khi vui ít, đúng không? Đúng không? Vậy thì quý vị nên để ý mình về đây vì sao mình vui nhiều mà về nhà vui ít. Tại vì mình đi đến đây, mọi việc thầy sắp xếp lo hết, mình không có lo. Về nhà thì việc gì mình cũng lo. Nói thì thấy giống quầy vốn, nhưng mà cái ẩn ý bên trong nó sâu. Vậy thì tại sao việc gì thầy cũng lo mà thầy vui, mà mình về nhà mình lo có mấy người mà sao mình không vui? Đi chỗ này mới quan trọng, phải không? Vì ông thầy ông lo nhiều nhưng ông không chấp nặng. Như sáng như Đức nói câu nói, thấy không? Như Đức nhắc chúng thường trụ, tất cả những người trong chùa dù có giỏi cỡ nào nhưng không biết nghe lời, không trung thật, thì những đứa đều sắp xếp thẳng tay, đúng không? Cái đó là dạy đúng rồi. Không nghe lời, không chân thật, vì người này bên cạnh khổ cho nhau chứ làm gì. Miễn cưỡng sống để làm khổ cho nhau chứ có lợi ích gì đâu, đúng không? Vậy thì mình nên chọn con đường của chính mình vẫn là ấy, có khi nó còn đặc biệt hơn. Giống như những đứa con ông huynh đệ, lúc ông sống những đứa ông sung sướng lắm, nhưng đến lúc ông đi ra ngoài thì bây giờ ông có một mình ông, mà nghe nói nấu ăn đãi cho người ta ăn giống như làm từ thiện. Khi người ta ăn xong người ta về mất tiêu, bỏ con mình ông rửa chén tới 12 giờ khuya. Mà từ xưa tới giờ ông sống như Đức chưa bao giờ, chưa có bao giờ mà ông chịu cái cảnh vậy luôn. Mười mấy năm luôn chưa bao giờ bị. Nhưng Đức nói rất là tốt, để cho mình nhận thức, để cho mình nỗ lực, đã bước ra thì phải cố gắng làm cho bằng được, đúng không? Vì cái tốt mà quý vị, rất là tốt. Mình đâu có ở vậy hoài mình lo cho người ta đâu. Nếu như người ta sống như mình mà người ta cứ vậy hoài là mình hại người ta. Rồi một ngày nào mình cũng phải ra đi thôi, người ta cũng phải sống tiếp tục à. Vậy thì mình làm thầy, mình dạy người, mình là hết lòng thôi. Còn đối với cái việc thành công hay thất bại là mỗi sở học của mỗi người. Do những đức không có nặng,
Nhân Đức mới nghĩ xa vời quá, nên ngày nào Nhân Đức sống cũng vui. Nhân Đức còn có thể chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe mỗi ngày, trong khi có từng nay Nhân Đức bị bệnh. Mấy vị thấy Nhân Đức có buổi nào nghỉ không? Buổi nào nghỉ chưa? Mà quý vị thấy Nhân Đức có than buồn không? Không luôn. Mà chùa thì nhiều người Nhân Đức phải sắp xếp, phải lo, giải quyết nhiều vấn đề. Mà quý vị đi đến đây, quý vị thấy Nhân Đức, quý vị có thấy bị bất an không? Không. Vậy tại sao mà mình lo gia đình mình có vài người mà mình bị giảm buồn lại? Là vì cái ái của mình đặt vào gia đình mình nặng quá, nên mình sanh phiền não từ cái dính đó, nhiễm ái đó. Mình nói họ mình tức, mình thương họ mình dính mắt, rồi mình nói họ cho họ tốt mà họ không nghe mình tức, là do mình không có xả được cái đó. Người ta cũng thương nhưng người ta lại biết được nguyên lý, còn mình thương nhưng mình lại mù mờ trong cái thương, cuối cùng mình khổ. Thì thật sự mà nói, tu hay là đời đạo gì cũng vậy, nó cũng là một nguyên lý thôi. Có những người tu thì cũng vậy, cũng khổ về đệ tử. Nhân Đức thì xin thưa, nói không khổ thì cũng không có, mà không muốn khổ. Không muốn khổ. Khổ làm chi vậy? Khổ nó không có làm được việc mà nó làm mình nặng nề, mà người ta còn cười chế mình. Tuy mình nhiệt tình mình lo cho người ta, nhưng phía sau người ta nói dùng cái thứ ngu, làm chi cho cực khổ, rồi than van, rồi tức tối, người ta chửi mình sau lưng đó quý vị. Người ta không chửi mình trước mặt đâu, phải chửi mình trước mặt thì mình cũng cố gắng mình bỏ cái cục ngu xuống. Nhưng mà nó chơi ác đạn, nó chửi sau lưng, nó chửi thầm thầm trong tâm, để cả hai bên đều khổ. Mình thì khổ, làm mình than thở, mình bức bách tức tối. Còn nó thì khổ, nó tức tối, nó chửi sau lưng. Trước mặt mình thì nó cười, mà phớt qua thì nó chửi. Quý vị thấy không? Tạo nghiệp giữa hai bên chứ. Nên từ nơi đó mình dạy gì? Mình đi khổ, mình chửi thì mình chửi cái thôi, rồi mình nghỉ, mình cười tiếp tục thì xong rồi, đúng không? Đó. Nên Nhật Đức nói rằng là phương pháp sống an vui tự tại là hiểu. Hiểu rằng ở trong cái cuộc đời này không có cái gì mà mình nắm giữ hoài được. Cái ngày hôm nay nè, mình nắm giữ của ngày hôm nay mà không biết nó có hết ngày hôm nay hay không nè. Có khi ngày hôm nay mình gặp sự cố gì trong cuộc đời, mình có nắm giữ được hết ngày hôm nay không? Tiền của chúng ta đem gỡ ngân hàng này kia, chúng ta nói tiền của mình là lúc mình còn rút mình xài được. Nhưng lỡ bất tử mình gặp sự cố gì, vậy tiền của ai? Tiền của người ta. À, vì tại sao cuộc đời mình cứ khổ hoài, cứ khổ để mà sống? Vì sao? Vì số phận nó đáng gì vậy? À, đến đây khổ quá nên mới muốn sanh cực lạc. À, thì thấy rõ ràng rằng là vì mình đi đến đây mình xem phương pháp, lo mà không nặng nề. Thì có ăn thì đem cái ăn hết phước cho rồi đi. Còn nếu như chữ tới ngày mai phiền não lắm. Ăn hết xong rồi nó nhẹ, tại vì nó không có sợ ai ăn cắp, bỏ vô bụng người ta hết trơn rồi, nên nó nhẹ sờn. Những đức gian khùng khùng mà suy nghĩ được nhiều cái, lo cho nhiều con người mà cũng tự tại ghê. Nghe thấy không? Nếu như quý vị tu mà được như Nhẫn Đức thì quý vị thấy cũng được rồi. Được rồi. Thì khỏi cần đòi hỏi cao xa nữa chứ. Làm bao nhiêu việc mà thông cái tâm. À, còn lúc nào tức thì tức, bực thì xong mất tiêu. Mà vẫn quay lại cái tự tại hết trơn. Trong cuộc đời này làm gì nó không có cái tâm của phàm tục, phàm phú. Ai mà không còn. Nhưng mà xong rồi bỏ liền, vì mình muốn sanh cực lạc. Những điều này mỗi người mình nên nhắc nhở nhau, để mình sống cho nó đặc biệt quý vị. Giống như có một cô đi chùa, mỗi
tuần cô đến đây, đi chùa thường xuyên. Nghe nói chạy xe, xe phía sau nó bóp càng sao, giật mình, cái giật tay lái thì sao, cái đầu gối nó cạ vào cái con lươn, bể nát đầu gối. Bây giờ đi mổ sắp xương đầu gối lại, thấy không? Nếu như bây giờ mình không có nghe sâu nhân quả thì người gia đình mình vài người họ nói: mày đi chùa đi, cái gì cũng đem nó cúng dường cho mấy ông thầy Tam Bảo, mày hộ trì Tam Bảo, bây giờ mày bị tai nạn gì đó, từ hôm nay nghỉ đi hết trơn á, chùa chiền gì mệt khỏi đi, đúng không? Mình nghe vài câu trong lòng mình có khi mình buồn. Phật ơi Phật, sao mà con nhiệt tình với Phật mà tại sao Phật để con bị gì Phật? Bây giờ con bị người ta đánh giá gì gì đó Phật. Phật tại sao Phật không giúp con Phật? Phật ngày trả lời mà mình không nghe. Ngày trả lời gì nè? Đúng ra là con tan xương nát thịt, xe hàng nó cán con bấy bá, nhưng nhờ con á, bố thí cúng dường làm thiệt nên nó mới có bể cái đầu gối thôi. Mà con còn trách hờn gì nữa? Con không hiểu đến cái cuộc đời này là đến cái cõi khổ sao? Đến cái cõi này là toàn là khổ không à? Bây giờ con gặp điều đó nghĩa là con đã chuyển nghiệp rồi. Con nghe ông thầy Đức giảng hoài, trả qua báo chánh quả báo không nghe, đúng không? Đó. Nên nếu mình mà không đi chùa nghe pháp thì cuộc đời của người mình tu học chúng ta bỏ đạo hết trơn. Bị người ta nói vài câu là bỏ đạo liền. Nên coi cô này, cô đi qua bên mấy đạo tràng Tịnh Tông nước ngoài, cô tu xong cô đem quà về cô tặng những đức. Những đức hỏi cô đi được mấy nước, cô nói đi 3 nước. Những đức hỏi gì cô đi niệm Phật mấy tiếng, là dạ 3 loại tiếng. Những đức hỏi gì cuối cùng cô niệm Phật giảng sanh tiếng nào, dạ tiếng Việt Nam. Những đức nói vậy thì cô đi qua bao nhiêu cái đạo tràng Tịnh Tông cô niệm Phật, vậy thì cô đem phương pháp đó về nhà cô áp dụng cô tu được không? Nó dạ không thầy. Không vậy cô đi làm chi vậy? Nó dạ. Những đức nói nếu như những đức cũng như cô vậy thì những đức không có gì hướng dẫn các cô, mà có hướng dẫn các cô làm cũng được. Thì những đứa đem tá lã âm binh những đứa đưa, rồi các cô biết làm chỗ nào đây? Cái người ta hướng dẫn cho mình được, một thiền thì phải thâm nhập thiền, mật tông thì phải thâm nhập mật tông, học giáo thì phải thâm nhập học giáo, niệm Phật thì phải thâm nhập niệm Phật thì mới giải được. Mà thâm nhập niệm Phật là gì? Là niệm Phật. Những đức hỏi quý vị ăn cơm là gì? Là ăn cơm. Chứ ăn cơm thì sao? Ăn cơm là nhai cơm mà nuốt cơm vô bụng là ăn cơm. Vì niệm Phật là gì? Là niệm Phật. Vô cùng đơn giản luôn. Vì mà đi tìm cái xa vờ à. Chữ A trước mặt mà đi tìm chữ A ở đâu? Chữ A trong Phật Pháp nó lý giải rộng rãi lắm. Từ nơi đó mà trước mặt chúng ta có phương pháp sẵn, và tại nhà chúng ta cũng áp dụng tại gia. Vì chúng ta đi tìm đâu xa, cứ như vậy mà tu, đúng không? Mười mấy năm nay những đức niệm Phật, quý vị thấy những đức càng ngày càng vui không? Rồi quý vị nhìn từ ngay những đức biết cái gì mà sao làm bao nhiêu chuyện. Những đức biết cái gì mà những đức làm được bao nhiêu chuyện. Rồi quý vị thấy những đức tổ chức một năm lễ, những đức tổ chức á, những đức có tổ chức ít hơn người khác không? Nhiều hơn người khác gấp 4 lần. Phiên ảnh tổ chức mà lễ lọc, quý vị thấy cái lượng người đến ít không? Quá đông. Những đức nói thiệt, ít gì cũng đứng cái tầm thứ 3, chắc chắn quý vị luôn. Những đức đứng tầm thứ 3 đó, những đức kiểm qua hết rồi.
Người ta có thể tổ chức những chương trình hình thức thì không nói đi, nhưng mà để tổ chức cho nghe pháp và tu không thì những đức xin xưng thứ ba đó. Thì vị biết rằng vậy thì từ đâu mà ra, từ câu Phật hiệu mà ra chứ đâu. Tất cả những gì những đức chia sẻ cho vị nghe phải là để phải gây dựng tín nguyện không? Tín nguyện niệm Phật. Người ta tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ là gì? Người ta không tín nguyện niệm Phật. Hy vọng quý vị học nghề mà bỏ nghề là sự chọn lựa quý vị chưa chuẩn mà đã chọn sớm quá. Giỏi vàng chọn nên giỏi vàng bỏ. Chúng ta đã có được thời gian chọn mười mấy năm. Con số mười mấy năm này cũng không phải ngắn đâu quý vị. Người ta trong một thờ cùng với nhân đức, người ta đã đi quá nhiều để chọn. Tới bây giờ người ta vẫn chưa chọn được cái gì hết chứ. Chưa chọn được cái gì rõ ràng. Nhân đức từ khi vô chùa gặp một cái chọn luôn. Mình thật sự cũng may mắn. May mắn. May mắn là mình nghĩ mình ngu. Nó thật luôn quý vị. Cứ nghĩ mình ngu nên người ta đã làm được như vậy rồi thì lấy đại đi. Cứ nghĩ vậy mà cuối cùng lụm được của báo. Nhưng đức nói cho vị nghe chứ, cái phương pháp tu niệm Phật, địa chung này và lễ Phật không phải của những đức chế tạo ra đâu. Cho quý vị nhớ, của thầy trên chùa Quán Âm đó. Phương pháp này là của báo đó, hãy nắm cho chắc đi. Quý vị hãy nhìn cái căn tính mình đi, ngồi im một chút là ngủ liền, thì phương pháp này là phương pháp càng về sau càng hợp. Vì con người bây giờ không có ngồi yên được, không có im im được, không có mùi được. Hiểu chưa? Không có mùi được, mùi là nó ngủ. Hiểu chưa? Công nhận không? Để ý nghe. Những đức chọn phương pháp này là những đức ta thấy ra rồi. Và cái phương pháp lễ Quan Âm này nè là cái phương pháp rủ người đó. Quý vị để ý đi, phương pháp lễ Quan Âm này là phương pháp rủ người đó. Thì khoan hãy nói cái chuyện nhập tâm hay không nhập tâm. Mà quý vị hãy nói cái cách nói phù hợp bây giờ là gì? Tu được. Như đức hỏi quý vị, ăn ngon mà không ăn được có ngon không? Ăn không ngon mà ăn được ngon không? Không ngon gì mấy mà mỗi ngày được ăn. Còn hơn người ta nói phải ăn cho ngon. Ăn cho ngon mà có người ta không ăn được thì vẫn là đói meo. Thà tôi chọn ngon vừa vừa mà mỗi ngày được ăn. Đúng không? Phương pháp này cũng không phải đạt gì đặc biệt gì, nhưng mà nó làm cho quý vị tu được. Nên hãy lấy phương pháp này áp dụng tại gia mà tu. Áp dụng tại gia mà tu. Nhưng đức từng nói rằng, tôi cảm ơn thầy ở trên kia, tôi không chế tạo cái khác đó. Cả đời tôi từ phương pháp thuyết pháp tôi lấy từ thầy ngày xưa đó, phương pháp tu tôi lấy từ thầy đó, trả ơn lại cho thầy đó. Không đổi. Xin thưa quý vị, bây giờ dưới khả năng những đức đọc lời Ấn Tổ và giảng thuyết đều được hết, đều làm được hết. Nhưng những đức sẽ làm cái việc dễ nhất cho quý vị, đem phương pháp cua bò cá lội cho quý vị để bị dễ tiếp nhận. Hiểu rồi. Không có làm được mà nói chi cao xa. Mình làm không được mà làm nói chi cao xa nữa. Nghe chi cho những việc cao xa. Không làm được, như những đức nói cao xa mà dùng không được. Không bằng thấp mà dùng được. Đúng không? Quý vị nghe này hợp tình hợp lý không quý vị? Hợp tình hợp lý chứ. Đó. Nên từ nơi đó mình đi về đây mình sống mình vui.
thì mình nắm phương pháp. Tại sao ở đây? Mình đặt câu hỏi. Đông người mà người ta vui, mình có hai ba người mà mình nặng nề hoài á, hãy điều chỉnh lại đi. Hãy điều chỉnh lối sống của mình lại, để người ta nhìn người tu mình mà người ta muốn tu. Nhưng Đức đã từng nói rằng mình làm ông bà cha mẹ người ta, mình cứ vác người ta trên vai hoài chi hả? Đến lúc mình phải để người ta xuống cho người ta đi đi. Mình có người mình càng ngày càng lớn tuổi, mình yếu rồi, mình có vác hoài người ta được không? Mình dành mình vác người ta, có ngày mình té đây chết cả đáp. Nó còn nhỏ quá, mình ẵm nó trên tay mình vác nó, nó chưa có sự hiểu biết rõ ràng, thì mình vác nó, mình dạy nó. Còn đến lúc nó đã biết rồi, nó đâu có cần mình nói nó nữa đâu, nó đâu có cần nữa đâu mà mình đi vác nó nữa. Mình nói mình thương nhưng người ta bất cần mà mình nặng chí. Quý vị hãy tập buông đi, để cho quý vị được tự tại. Hiểu không? Có khi quý vị còn độ người ta được nữa. Vì có những cái mình bo người ta hoài, người ta cảm thấy nặng nề, ta không thoải mái. Nên có những cái mình buông người ta ra, người ta lại thấy giống như người ta tiếc nuối những sự thương yêu. Có nhiều đứa con quý vị bo nó mến tay mến chân, nhưng mà nó kêu quý vị đi ra chỗ khác đi. Hoặc là nó 17, 18 tuổi mình nói nó này kia, nó hôi mẹ đừng nói nhiều quá, con mệt quá, con lớn rồi con tự con biết, mình tức chết được đúng không? Mình nói mày biết nghe, rồi mai mốt mày mang cái bụng mày gán chịu nghe con. Mình nói một câu vậy phức cho rồi đi, rồi xong á mình lo mình đi niệm Phật. Mình nói nó không có nghe, hiểu không? Nó nên cái mặt người ta mà người ta thích người khác hung thì mình có đẩy lại cỡ nào nó cũng gịch ra để cho đưa cái mặt cho người ta hung. Nó đã muốn điều đó rồi, mình có cản cũng không được. Hiểu không? Cũng như mình ngày xưa muốn vậy đó, ai cản mình được. Hãy nghĩ lại mình rồi nghĩ cho người ta. Chúng ta sẽ hẹn gặp các nàng công chúa và các chàng hoàng tử ở cực lạc nghe. Nhất định bây giờ cực lạc nghe quý vị. Ai vô đạo Phật. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ.